Đấy, từ hồi thoải mái nó đỡ căng luôn. Bây giờ. Có mái nó đỡ căng, không có mái nó như con điên. Không có mái như con điên, mình cứ vào bắt mà mình đi ra ngoài nó đuổi. Nó căng. Xe bắc vùng dài. Có hai con mái này đỡ căng. Người tròn như quả bóng. Chỗ này luôn cẩn thận. Chỗ vò mất thì tèo. Đây này có chồng cẩn thận nuôi nó. Bọn mái này may nó không ấy, nó không rỉa lông. Bọn mái nhà anh cái con gà tơ nó rỉa trụi lông. Ăn rau cỏ cái thứ này đủ. Thì gà cái anh thả rông chỗ ấy, nhà anh Tấn thì thiếu gì có. Hôm nay là hai hôm liền nó mưa nó không thả nó ra. Thế là nó rảnh rỗi ở trong chuồng với nhau à. Bỏ trụ lông gà trống luôn. Nhìn đéo. Này hôm tuần nó mua cho hẳn mới rau. Treo cho ăn chán luôn. Xong rồi cá. Cứ mấy con này băm băm ra trong bất tràn. Nãy gần tuổi rồi. Con này nhanh cựa. Con này mặt giống hệt con tí béo. Cháu con tí béo. Được lông lá đẹp hơn. Con tí béo ngày xưa lông cũng đẹp ấy. Nhưng mà nuôi nó cứ ấy mà. Đạp má nhiều nó cùn hết lông. Giờ nó như kiểu là lông này, mặt tròn vo. Mà cũng giống con tí béo hơn là giống con bố nó. Giống ông hơn giống bố. Cựa được 1 năm ấy. Mã dài luôn. Này mình làm suốt con người không chỉ như cái nuôi chứ bị lệch lông. Được. Lệch lông rồi gì? Lông nuôi ấy, không được đẻo. Chết đẻo. Đây là do nó chưa ra được hết lông thôi, kệ. Nó thay sang lông vào mùa nó khác rồi. Con này căng thật đấy. Không có mái chắc có đúng phát điên luôn. Đúng đến hôm anh đưa mái nó mới có mái để nó ấy. Từ nhỏ lớn tầm của mình. Có má đạp nó mới đỡ điên. Không có má nó điên. Con già tiếc con già sợ con này. Thế á? Nó già. Hôm nhốt cho nên hôm đời mưa cho vừa nó sằn. Hai con đánh nhau cũng sằn chặn đi. Nó già quá rồi. Con già cũng thay lông cũng đi làm bình thường không sao nhá. Hôm nay đi làm về chó phá cả chuồng nó ăn nó tắm nhặt. Phá chuồng này á? Không cái chuồng em giờ em bắt được cái góc sân này, trước em lúc ở đằng kia. Ừ. Nghe nó căng. Tối ngủ ở đây à? Ừ. Giờ cũng chưa lạnh nên là không quay kỹ nữa mà nó mua bạc rồi. Lạnh phải quay nó bảo. Ừ. Thả nó. Được thì mùa lạnh đổ cho nó bao chấu cho nó ấm chân. Cái ấy ấy một cái hàng gạch này để một cái hàng gạch ngang xong đổ bao chấu vào. Đấy là nó đủ ấm chân và nó ấy rồi. Nó tự đẻ luôn. Ngoài báo ngoài thay lông cũng chưa đẻ được. Thay lông đầy chuồng bây giờ. Máu.